Đại ca, ai cũng có thể chỉ huy đại đội ba chúng ta sao? Đại ca, Bình Quân Nhu chỉ cho có 6 thùng đạn dược. 6 thùng? Ít vậy sao? Chỉ có nhiều đó, tôi kém chút nữa cắn đứt cả môi rồi. Lần sau việc đi lãnh đạn dược, đánh chết tôi cũng không đi. Đây rõ ràng là xem chúng ta như pháo hôi mà. Là hết cái gì chứ? Không phải các cậu một mực muốn rửa sạch nỗi nhục khi làm ngụy quân sao? Đây là một cơ hội hiếm có, cho nên trận này nhất định phải thắng. Xem bọn chúng còn ai dám coi thường chúng ta. Đại ca, muốn hay không không quan trọng, nhưng chúng ta đánh kiểu gì vậy cũng phải đánh. Nghe một thôn, ngày đến cũng không thông báo cho lão già tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị một chút. Ngụy trưởng Dương không cần khách sáo, vào trong rồi nói. Được, mời. Tôi biết ngày Mộc Thôn đại giá Hoàng Lâm là có việc gì. Ngụy trưởng Dương, không có gì thì tôi đến đây làm gì? Mời ngồi. Ngài đại tá, chúng tôi vừa mới chặn được tình báo của bên Trung Quốc. Quân đoàn 173 nếu lùi một bước, xử theo quân pháp, Ngô Thiên lần này không còn đường chạy rồi. Khu vực Mông Tuy sắp sửa bị hoàng quân của Đại Nhật Bản ta chinh phục. Ngài đang nghĩ gì vậy? Mộc Thôn, tôi đang nghĩ Trung Quốc mấy lần bị người xâm lược, vì sao chỉ có người Mãn Châu là có thời gian thống trị lâu nhất? Cho đến hiện tại, một số người có già có trẻ đều vẫn còn hoài niệm Đại Thanh. Ông hiểu về Trung Quốc, ông nói thử xem là tại sao. Tôi vẫn chưa suy nghĩ tới chinh phục dinh dự một quốc gia, nhưng chinh phục trái tim của họ còn dễ đâu. Ý ngài là chỉ cần chinh phục được lòng dân sẽ chinh phục được cả quốc gia? Đúng vậy. Dương Bá Chiểu sao rồi? Kể từ khi Giang Sùng Nghĩa phản bội cửa Đại Thành, liền đóng cửa không ra ngoài. Ông ta muốn nói với chúng ta hoàng quân không thể rời khỏi ông ta. Tôi đã đưa ra thông điệp cuối cùng cho ông ta: nếu không hợp tác với hoàng quân của Nhật thì xem như thông đồng với địch. Một thôi, tôi vẫn là câu nói kia: chinh phục dinh dự của một nước, chinh phục được lòng bọn họ cũng dễ. Chúng ta cần phải đóng quân lâu dài ở đây, chỉ dùng vũ lực còn xa chưa đủ. Chúng ta buộc phải trở thành bạn của họ, thành người nhà của họ, cùng bọn họ kết thành mối quan hệ không thể tách rời. Chỉ có như vậy mới có thể chinh phục người Trung Quốc. Tôi hiểu rồi. Chỉ hiểu thôi chưa đủ, còn phải làm ra hành động. Chào đại ca. Đoàn trưởng nói thế nào? Đoàn trưởng nói ông ấy cũng không có cách nào, muốn chúng ta xem xét đại cục, chỉ có thể đi chịu chết thôi. Mẹ kiếp, không làm. Bây giờ không phải lúc cằn nhằn. Tôi nói cậu biết, trận chiến này bắt buộc phải đánh. Tại sao chứ? Nếu muốn có được chỗ đứng trong quốc quân, chúng ta buộc phải nhẫn nhịn. Trận đánh này nhất định phải đánh cho thật đẹp. Đại ca, những gì anh nói em đều hiểu, nhưng bây giờ không có súng không có đạn đánh thế nào? Lấy mạng ra đánh sao? Không súng không đạn chúng ta có thể kiếm. Đại ca, tụi em có cách kiếm được đạn dược, nhưng bây giờ em không có tiền. Cậu đừng nghĩ tôi không biết gì về việc cậu thả Dương Bá Chiêu đi. Đại ca, em phục anh rồi. Được rồi, chính là nó. Em đi đây. Thanh Mai, cái tên khốn kiếp Mộc Thôn, hắn nhìn trúng con rồi. Gì chứ? Cha không đồng ý với hắn chứ? Cha, cha không thể đẩy con vào trong hố lửa được. Con
con sẽ không đồng ý. Thanh Mai, mau vào đi. Thanh Mai, sao cô lại đến đây? Tôi có tình báo khẩn cấp. Người Nhật chuẩn bị đại lượng binh lực, chuẩn bị đánh mạnh vào quân đội của Trung Quốc. Một thông lệnh cho cha tôi cưỡng chế người dân của Cửu Đại Thành đào thành đắp lũy. Anh mau đem tin tức này báo cho anh Chu đi. Tình báo đáng tin không? Tôi tận tai nghe thấy một thông nói với cha tôi. Đồng chí Thanh Mai, cô đừng lo lắng gì hết. Cô là cô, Dương Bá Chiêu là Dương Bá Chiêu. Tổ chức tin tưởng ở cô. Nếu không, anh Chu cũng không để cô làm người đưa tin. Tôi biết nên làm gì. Phải rồi. Đội bảo an bây giờ tình hình sao rồi? Vẫn tốt. Đội bảo an đã chính thức trở thành đại đội 3 của tiểu đoàn 3, quân đoàn 173. Vậy còn mấy người khác? Giang Sùng Nghĩa vẫn là đội trưởng. Lâm Phụng Thiên, Dương Trực cũng là phó đội trưởng. Đúng rồi, gặp được anh Chu rồi. Anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến Lâm Đại Ca cùng các anh em đại đội 3. Nên đi rồi, chờ chút đã. Còn đợi gì nữa? Nghe lệnh của tôi, xuất phát. Các người muốn làm gì? Muốn làm phản à? Mau xuất phát. Đại ca, đạn dược đến rồi. Đạn dược, lấy được đạn dược rồi. Mau lên, mau lên. Coi chừng chút, từ từ thôi. Từng người một, từng người một. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhìn trời đi, ngày mai có vẻ sẽ có sương mù. Sương mù, tôi không tin chuyện đó đâu. Lão Quắc Đầu, đánh cược không? Ê ông già, sợ nói làm gì, cược đi. Được, được, đàng hoàng chút, đừng nói chuyện. Đại ca, phía trước địa hình phức tạp, phải hai người lên trước xem thử đi. Dừng lại, dừng lại. Này, có chuyện gì vậy? Ai cho các người dừng lại, tiếp tục tiến lên. Chưa rõ tình hình phía trước thế nào, cho nên không thể tùy tiện tiến lên. Không được, tình hình khẩn cấp không thể chậm trễ. Truyền lệnh của tôi, dớ dẫn. Anh xem mạng của các anh em là trò đùa à? Tôi là tổng chỉ huy của lần hành động này. Các anh phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Giang Sùng Nghĩa, anh dám kháng lệnh à? Anh có tin tôi báo đoàn trưởng trừng phạt anh không? Chúng tôi đến mạng cũng không cần. Còn sợ gì kháng lệnh? Anh Đại Hùng, đi. Phản rồi, đạo phản rồi à? Truyền lệnh của tôi, tiếp tục tiến lên. Các anh em cố theo kịp. Tiếp tục tiến lên, nhanh.
lên, nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đại ca quay lại. Bà mẹ nó, xem đi, xem đi, ở đây đến chỗ để nấp cũng không có. Vũ kiểu gì? Thật là, đây không phải để chúng ta chịu chết à? Cái tên khốn ngu thiên này, sau lưng hắn không chừng có quỷ bám. Uống kiếp thật. Ê lão già quá, tôi chịu thua rồi. Nhận thua thì tốt, quay về mời rượu tôi. Còn tôi nữa, mời tôi nữa. Mời thì mời, nhưng chúng ta có thể sống sót trở về đã. Uống một trận cho bể bụng luôn. Vậy đi, xem thằng cháu đó kìa. Ai cho các người ra ngoài? Tránh ra, tránh ra. Đội trưởng gia của các người đâu? Đi ngủ rồi. Theo lệnh của tôi, lập tức xây dựng công sự. Hai phó quan, các anh em đã mệt mỏi cả đêm rồi, tốt nhất nên được nghỉ ngơi chút. Không được, chấp hành mệnh lệnh. Chúng tôi cũng không thể mệt mỏi tác chiến. Đây là chiến trường, chúng ta đến đây để giết địch, chứ không phải đến đi nghỉ dưỡng. Lập tức xây dựng công sự. Thái phó quan, anh chạy bằng bốn chân, anh em chúng tôi đều là đi bằng hai chân, có đúng không? Đúng vậy. Không làm nữa, không làm, bỏ cuộc thôi, không làm. Làm loạn lòng quân phải không? Lập tức xây dựng công sự, chấp hành mệnh lệnh. Có nghe không? Địa hình so với tưởng tượng còn tệ hơn, dễ công khó thủ. Lần này gặp rắc rối lớn rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu, tên khốn kiếp vô thiên này là muốn chúng ta đi chịu chết. Nói mấy câu này cũng vô dụng. Đội trưởng Giang, nếu không tôi nhờ Phụng Thiên tiếp cận điều tra tình hình địch, có thể sẽ tìm được kế sách vẹn toàn. Được, đi qua nhớ cẩn thận. Nhanh, nhanh lên. Ở bên này. Nhanh, nhanh lên. Nhanh. Bên này có gì không? Không có gì, qua bên kia xem đi. Được, làm đàng hoàng giao, không được lười biếng. Nhanh, nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Đã qua mấy tiếng rồi? Đã qua hai tiếng rồi. Sao còn chưa quay lại chứ? Không xảy ra chuyện gì chứ? Chắc không đâu. Con người của lão Tam, phúc lớn mạng lớn, gây quả cũng lớn, chắc sẽ quá dữ thành lành, không xảy ra chuyện đâu. Yên tâm đi đại ca, nếu thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng phải nghe thấy tiếng súng rồi. Đợi cả tiếng rồi. Có đến không đi? Anh lo cái gì chứ? Tôi có gì mà lo? Anh không cảm thấy cách liên lạc này lạc hậu quá rồi sao? Uống trà đi. Sao giờ này mới tới? Cách chờ lâu lắm rồi đó. Trên đường gặp chút ngoài ý muốn. Tiểu Lý, cực khổ rồi. Để tôi giới thiệu cho anh, đây là người mà tôi hay nói đến, Lâm Phụng Thiên. Ngồi đi. Anh hùng kháng Nhật Lâm Phụng Thiên, nghe danh đã lâu. Anh đừng tin anh chua, nói giỡn thôi. Tiểu Lý, gần đây tình hình như thế nào? Tình huống lúc này rất gay go. Quân Nhật lần này đã triển khai rất kỹ lưỡng, nhất định phải xé toạc phòng tuyến phía nam của quốc quân, cho nên đã tập trung trọng binh ở Cửu Đại Thành. Hơn nữa đều là quân tinh nhuệ. Còn đặc biệt điều đến một trung đội pháo binh, đã chuẩn bị 6 khẩu pháo nòng lớn cỡ 38. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được tin tức lần này điểm đột phá là ở Phùng Hôn, rất có thể sẽ tấn công trong hôm nay, cho nên các anh sẽ phải gặp khó khăn không nhỏ.
Vậy Đoàn trưởng Lưu có kiến nghị gì không? Đoàn trưởng nói Phùng thôn là điểm nút giao thông, khu vực Phùng thôn đóng vai trò cực kỳ trọng yếu đối với chiến cuộc. Nhưng mà Phùng thôn dễ công khó thủ, chỉ với binh lực đại đội ba các anh rất khó thủ được. Vì vậy Bát Lộ quân sẽ tấn công quân Nhật từ bên cạnh, toàn diện phối hợp với các anh bảo vệ Phùng thôn. Vậy tốt quá. Nếu có Bát Lộ quân các anh phối hợp, trận này vẫn còn đánh được. Anh Chu, anh Lâm, tôi phải đi rồi. Chúc các anh giành được chiến thắng. Được, đi đường cẩn thận. Tôi đi đây. Anh Chu, anh nói chiến lược và chiến thuật của đảng Cộng sản này là học từ ai vậy? Anh biết Mao Trạch Đông chứ, đại ca của đảng Cộng sản các anh phải không? Sai rồi, đúng hơn là lãnh đạo của quần chúng nhân dân lao động bị áp bức bóc lột. Ngài Mao Trạch Đông nói, địch tiến ta lùi, địch ngừng ta phá, địch mệt ta đánh, địch chạy ta truy. Nắm ưu thế trong đánh du kích, cùng chung tiến thôi, du lịch vào sâu, tập trung binh lực, đánh bại từng cái, tiêu diệt địch trong chiến tranh di động. Đây chính là bí mật để chúng ta cuối cùng có thể chiến thắng kẻ thù. Sự giúp đỡ của Bát Lộ quân là quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân, phải tìm cách giữ chân kẻ địch để cho đại quân có thời gian tấn công. Hiểu rồi, đúng rồi, bây giờ bí mật gì chúng ta liên hệ Bát Lộ quân đó, tôi biết mà. Cái tên khốn Tào Dương lấy quán báo ân. Đây không phải đưa chúng ta ra làm pháo hôi sao? Lúc đầu cứu hắn còn không bằng cứu một con chó. Đại ca, hay là chúng ta rút đi? Nhị ca, chúng ta không được rút. Đúng, nếu làm vậy thì quân Nhật sẽ xông thẳng vào, phòng tuyến của quốc quân sẽ vỡ tan, toàn bộ khu vực Mông Tư sẽ rơi vào trong tay của Nhật Bản. Dù đại đội ba còn sống sót, nhưng người dân sẽ xem chúng ta ra gì. Vậy thì làm sao chứ? Tìm cách vừa có thể bảo toàn mạng sống các anh em, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ. Nói thì dễ lắm. Đại ca, bây giờ chúng ta cũng có thể tiếp tục cầm chân bằng ở Phùng thôn, tranh thủ thời gian chờ quân cứu viện đến. Lão Tam, cậu nói thử làm sao để cầm chân bọn chúng rút khỏi trận địa Phùng thôn, bảo toàn lực lượng tự thân, đánh cho địch trở tay không kịp. Ý của cậu là dùng kế dựng không nhà trống? Phải, mở cái cổ lọ ra cho bọn Nhật chui vào. Nhưng mà phải trừ khử tên họ Thái trước, nếu không hắn sẽ làm hỏng chuyện. Làm nhanh lên. Thầy trưởng Giang, sao vậy? Điện quay lại rồi. Tình hình thế nào? Tình hình rất không khả quan. À, đội quân pháo binh tối nay sẽ tấn công Phùng thôn. Đội quân pháo binh? Phải. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta ngồi yên ở đây chờ chết sao? Đoàn một cũng không biết tình hình ở đây. Bây giờ lại không cho đại đội rút lui, nên làm sao đây? Vậy không phải chỉ có ngồi chờ chết sao? Đúng vậy. Đội trưởng Giang, chạy đi. Tôi sẽ về quân bộ báo tin. Tôi cưỡi ngựa đi. Đi nhanh về nhanh. Được. Nếu có tình huống, lập tức báo cho tôi. Được. Mau đi đi. Kim Tỏa, đại ca, có chuyện gì vậy? Dẫn vài anh em đến phía trước điều tra chút. Có gì lập tức báo cáo. Được. Những người khác đi theo tôi rút lui. Được, nhanh, nhanh rút lui, nhanh lên. Nhanh lên, rút lui nhanh. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nhanh, nhanh lên. Trưởng quan, phía trước chính là địa điểm giao tranh. Toàn đội dừng lại.
Mệnh lệnh trung đội pháo binh lập tức bố trí trận địa pháo binh ngay đây. Bộ binh tiếp tục tiến lên. Rõ. Nè, Đại Hùng, anh nói bọn Nhật này có đến không? Muốn đến thì đến, cứ ngủ giấc rồi tính. Bà mẹ nó, con Nguyễn này rốt cuộc khi nào mới tới chứ? Dội chết tôi rồi. Hắc tử, cậu yên tĩnh chút được không? Đúng đó, bọn chúng sao chưa đến nữa? Hay để tôi đi xem, có chừng bị lộ. Hai người các người, từng người hiếu chiến, yên tĩnh chút đi. Đại ca, trời cũng sắp tối rồi, sao còn chưa thấy chúng có động tĩnh gì? Chu phó quan, tình báo có chuẩn không vậy? Đại ca, đại ca, pháo binh của bọn Nhật đã ở ngoài Phùng thôn bố trí trận địa bắn pháo. Lượng lớn quân Nhật đang hướng về phía Phùng thôn, số lượng rất nhiều, không ít hơn 1.000 người. Cả đại đội Yamada sao? Quân đội của chúng ta khi nào đến? Em đã xem rồi, vẫn chưa đến. Vậy đi, cậu quay lại đoàn bộ, đem tình hình ở đây báo cáo cho đoàn bộ đi. Rõ. Báo cáo cũng vô dụng. Đại ca, chỉ có mấy trăm người chúng ta làm sao mà ngăn được chứ? Nhiều ít quân không đáng lo. Nếu như mất đi Phùng thôn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng tôi nghĩ phía trên cũng biết tính trọng yếu của trận địa Phùng thôn. Chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của cao tầng quốc quân. Đến lúc đó, Ngô Thiên không muốn tiếp diện cũng không được. Quân tiên phong của quân đoàn 173 đã tiến trước trận địa của Phùng thôn. Nếu làm theo ý kiến của ngài, Phùng thôn bây giờ là vật trong tay ta. Quân ta sớm đã tiến vào nội địa Mông Tuy rồi, bỏ lỡ cơ hội rồi. Cũng đã qua rồi, phàn nàn thì có tác dụng gì? Bây giờ tôi đang lo nghĩ dùng cách nào để bỏ ra cái giá nhỏ nhất mà chiếm được Phùng thôn. Nhân đó tiến đến gần Tiểu Bàng Sơn một chút. Đã rõ. Nắm rõ binh lực của Phùng thôn chưa? Chỉ có một đại đội. Một đại đội. Phùng thôn không có gì để thủ. Đừng nói một đại đội, cho dù phái một tiểu đoàn cũng là vô ích. Không, chúng nghĩ sao lại làm vậy? Không rõ lắm. Quân đoàn 173 trước giờ chưa từng đối đầu trực tiếp với ta. Quân đoàn trưởng Ngô Thiên rất xảo quyệt. Xảo quyệt. Lệnh cho pháo binh tập trung quả lực bắn pháo cho trận địa Phùng thôn. Bà mẹ nó, có chịu thôi đi không? Cứ nổ đi, bè kiếp, để xem nó còn nổ tiếp được mấy giờ. Thôi bớt bớt đi, lại còn mấy giờ. Đạn pháo của bọn chúng cũng không phải dư trên được. Bọn nhóc con, lần này yếm bộn rồi. Các cậu nói xem, nếu Yamada biết ở đó không có bóng người, không tức nổ phổi mới là lạ. Động tĩnh lớn thật. Đại ca, nếu như mà lưu lại đó, sợ là tay chân cụt cũng không tìm thấy. Các anh em,
Lát nữa xung phong, đừng có ai làm kẻ hèn nhát đó. Tam ca anh yên tâm, đại đội ba chúng ta không có ai nhát gan hết, đúng không? Đúng. Mẹ kiếp, sao bọn chúng vẫn nổ vậy? Bà mẹ nó, ông nội mày chặt đứt mông của tụi mày. Đúng vậy. Đội trưởng Giang đâu? Giang Sủng Nghĩa, các người không ở cùng thôn trấn thủ, các người trốn ở đây làm gì? Đội quân tiếp diện không biết à? Quân tiếp diện gì chứ? Thái Phó Quan không nói với đoàn trưởng Ngô tình hình ở đây sao? Tôi đến để truyền lệnh của đoàn trưởng Ngô, đại đội ba buộc phải trấn thủ Phùng Thôn, giữ chân chủ lực của địch trong 5 giờ, tranh thủ thời gian để quân ta phát động phản công. Vì vậy lệnh đại đội ba lập tức quay về trận địa Phùng Thôn. Pháo của địch lợi hại như vậy, quay về tìm chết à? Im miệng, đây là mệnh lệnh của đoàn bộ, buộc phải chấp hành. Tôi nhắc lại lần nữa, lập tức trở về trận địa, nếu không quân pháp nghiêm trị. Nhìn trận địa như thế này, đừng nói 5 giờ, chỉ cần 10 phút chúng ta đã toi sạch rồi. Các anh em đừng gấp gáp, phải tìm cách giữ chân bọn chúng tại Phùng Thôn. Đại ca, bộ binh của Nhật đã triển khai đến trước Phùng Thôn, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Yamada, thời gian cũng gần được rồi. Lệnh cho đội bộ binh chuẩn bị tiến công. Báo cáo trưởng quan, ngài Yamada ra lệnh để khi nổ pháo kết thúc, lập tức thực hiện kế hoạch nghiền ép cho canh trong 20 phút chiếm đóng được Phùng Thôn. Nói lại với ngài ấy, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Một khi đợt pháo này kết thúc, bọn chúng sẽ tấn công. Chúng ta sẽ phải triển khai cận chiến với chúng, khi đó mới vô hiệu được pháo binh. Tam ca, chỉ đành vậy thôi. Mẹ kiếp, nói về chiến đấu gần người, tôi chính là thầy bọn Nhật. Đúng, cứ như vậy đi, nhị ca. Đúng, cứ vậy đi. Yamada nhất định sẽ không tiếc giá nào để chiến đấu với chúng ta. Cho dù bộ binh của chúng không lấy được Phùng Thôn, Yamada cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chúng ta sẽ... Vậy thì không còn cách khác rồi. Cách thì có, nhưng mà quá mạo hiểm. Có cách gì? Tấn công vị trí pháo binh của bọn chúng. Lão Tam, cậu điên rồi. Vị trí pháo binh nhất định sẽ có phòng thủ nghiêm ngặt. Vì như vậy quá mạo hiểm, cậu chán sống à? Biết đâu đánh nước bất ngờ lại có thể thành công. Nhà binh quý chỗ bất ngờ. Tôi nghĩ rủi ro này đáng để thử, đại ca. Một nhóm đi theo cậu, một nhóm đi theo tôi, giết qua đó. Ai muốn đi với tôi? Tôi đi, tôi cũng đi. Tôi nữa, đi, cùng đi, đi. Được, 8-9 người. Chú ý chút, cẩn thận. Đi thôi. Đi. Ngài Yamada, sao không nghe được tiếng bọn chúng phản công vậy? Có gì mà lạ đâu. Người Trung Quốc đã bị quả lực của chúng ta tiêu diệt sạch rồi. Truyền lệnh của tôi, lệnh cho trung đội pháo binh ngừng bắn pháo. Đại đội bộ binh lập tức phát động tấn công. Tấn công! Nấp đi, nấp đi.
không là chúng chơi kế giường không nhà trống. Bọn chúng cũng xảo quyệt quá rồi. Bọn giờ không xảo quyệt đến vậy. Bọn chúng quá cuồng vọng. Không ngờ chúng ta sẽ đến đây. Vậy đợi gì nữa Tam ca, hành động thôi. Đừng gấp, nghe theo lệnh của tôi. Trận địa pháo binh này chúng ta phải một kích đánh hạ nó. Chuẩn bị. Tử, bọn Nhật ngừng nổ pháo rồi. Nhanh, nhanh lên. Kim Bảo, xử chúng. Tam ca, nhìn cho rõ nha. Chuẩn bị. Ném. Tiếc lắm. Nổ đi. Tiếc gì mà tiếc. Nổ thật à?